Quang Hải đã có mặt ở Pháp sau hành trình kéo dài gần 2 ngày. Anh sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Tours vào sáng nay. Sau một ngày được nghỉ ngơi, Quang Hải sẽ bước vào bài kiểm tra y tế. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế này, Quang Hải sẽ chính thức trở thành cầu thủ mới của Tours. Quang Hải ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, trong hợp đồng có điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Đồng nghĩa, số năm tối đa trong hợp đồng hiện tại giữa Tours và Quang Hải sẽ là 3 năm. Được biết, mức lương mà tiền vệ người Việt Nam nhận ở đây dao động từ 200.000 đến 300.000 euro một mùa. Các chuyên gia săn tin chuyển nhượng đồng loạt thông báo Frankie de Jong chuẩn bị cập bến Old Trafford. Man United đã chốt xong thương vụ này với giá 65 triệu euro kèm thêm các khoản phụ phí. Đội chủ sân Old Trafford sẽ trả cho Barcelona khoản phụ phí không quá 20 triệu euro. Đó là khoản tiền phụ thuộc vào thành tích cá nhân của de Jong trong mùa đầu tiên, như số lần ra sân, số bàn thắng, số danh hiệu. Trước đó, Barcelona từng yêu cầu Man United phải trả ít nhất 85 triệu euro kèm phụ phí. Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận Man United đang ở rất gần với De Jong. Phần còn lại trong thương vụ này chỉ còn là những thỏa thuận cá nhân. Còn nút thắt lớn nhất trong thương vụ này, khoản phí chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ đã được tháo gỡ. Barcelona ra hai điều kiện trước khi gia hạn hợp đồng với Dembele. Đầu tiên, cầu thủ người Pháp sẽ chỉ nhận 7,5 triệu euro một mùa nếu ở lại. Cách đây vài tháng, Barcelona đề nghị mức lương 11 triệu euro, cả lương lẫn thưởng, nhưng bị cầu thủ người Pháp từ chối. Ngoài ra, Barcelona sẽ không trả bất kỳ khoản phí lót tay nào cho Moussa Sissoko, người đại diện của Dembele, nếu như thương vụ gia hạn thành công. PSG và Chelsea từng dành sự quan tâm cho cầu thủ 25 tuổi, nhưng cả hai đều không chấp nhận mức lương cao và những yêu sách từ người đại diện của Dembele. Điều này khiến ban lãnh đạo Barcelona có cơ sở để đẩy mức lương của cựu cầu thủ Dortmund xuống thấp nhất có thể. Chủ sở hữu mới của Chelsea, Todd Boehly, đã liên hệ Manchester City về thương vụ Raheem Sterling. Trong tuần này, Chelsea chính thức gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng với hy vọng sẽ sớm có được Sterling. Bản thân Sterling muốn được chơi bóng ở cấp độ cao trong bối cảnh World Cup 2022 đang đến gần. Thế nhưng, anh chỉ là cái phụ trên hàng công của Man City, mùa tới vốn sẽ rất chật chội. Trong nhiều trận đánh lớn mùa trước, Sterling vẫn hay ngồi dự bị. Sự cạnh tranh sắp tới sẽ còn quyết liệt hơn khi Man City vừa có thêm hai tân binh Erling Haaland và Julian Alvarez. Thế nên, cầu thủ người Anh đang xem xét khả năng nghiêm túc chuyển đến Chelsea. Chelsea cũng đang đẩy nhanh quá trình chuyển nhượng trước khi bước vào mùa giải mới, với mục tiêu hàng đầu là Milan Skriniar cho hàng phòng ngự. Nhà báo nổi tiếng Gianluca Di Marzio cho biết, đại diện của Chelsea đã có mặt ở Milan để thảo thuận với Skriniar cũng như phía Inter. Chelsea đồng ý để Lukaku trở lại Inter theo dạng cho mượn. Từ đó, họ cũng thồng thêm thỏa thuận để chuyển nhượng Skriniar. Inter yêu cầu 70 triệu euro mới để Skriniar ra đi. Chelsea muốn hạ thấp con số này vì hợp đồng của cầu thủ người Slovakia chỉ còn 1 năm. Theo kế hoạch của Thomas Tuchel, Skriniar cùng với Jules Koundé sẽ là những ưu tiên cho hàng phòng ngự mùa tới. Sau khi chính thức bước vào giai đoạn tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, Man United đồng thời thúc đẩy đàm phán Matthijs de Ligt. United nghiêm túc với việc đưa anh về Old Trafford và đã có những tiếp xúc cùng người đại diện và ban lãnh đạo Juventus. Mới đây, trong thời gian nghỉ hè, de Ligt đã có những bình luận khen ngợi về phong cách làm việc cùng với khát khao chiến thắng của Erik ten Hag. Đây được xem là động thái cho thấy de Ligt không loại trừ một cuộc tái ngộ với huấn luyện viên cũ ở Man United. Từ đội trưởng Ajax thi đấu xuất sắc, phong độ của de Ligt đã đi xuống sau khi anh chuyển đến Juventus. Trung vệ 22 tuổi bóng gió khi đề cập đến Man United và Erik ten Hag. Ông ấy có khả năng cải thiện chất lượng từng cầu thủ.